Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ hợp khối trong phần mềm Formit. Mình sẽ tạo ra những cái khối cơ bản nó nằm như thế này. Các bạn thấy rằng khi chúng ta tạo ra những cái khối nó giao cắt với nhau thế này thì nó vẫn tạo ra những cái đường viền giao cắt khối nó nằm phía trong này như thế này. Mình có thể xóa cái mặt phẳng này đi để các bạn không thấy. Đấy, nó như thế này. Thì làm sao chúng ta có thể hợp các khối này với nhau? Thì trong phần mềm Formit chúng ta có một công cụ, đó là công cụ Join. Các bạn kích vào đây, Advanced Modeling Tool, và chúng ta có công cụ Join to Solid in One. Nghĩa là chúng ta sẽ kết hợp hai khối vào thành một khối. Cách sử dụng như sau, các bạn hãy kích chọn vào lệnh. Sau đấy, các bạn hãy chọn khối đầu tiên mà các bạn muốn hợp lại. Các bạn chọn tiếp tục khối thứ hai. Sau khi chọn được hai khối, các bạn sẽ kích vào cái Finish này, tiếng tắt là F. Thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức chúng ta đã hợp được hai khối lại với nhau như thế này. Mình có thể xóa đây, các bạn sẽ thấy. Đấy. Mình sẽ làm lại một lần nữa. Mình sẽ chọn công cụ Modeling Tool Advanced ở đây và mình chọn công cụ Join to Solid in One. Mình chọn khối đầu tiên. Đấy, các bạn có thể đọc cái dòng đây. Select in solid to join together. Nghĩa là chúng ta sẽ chọn các khối tiếp theo để là join lại với nhau. Mình chọn khối thứ hai. Và mình kích vào finish. Đấy, các bạn sẽ thấy ngay lập tức nó đã được join khối. Và các bạn sẽ tạo ra được những không gian bên trong như thế này. Thì việc join các khối, chúng ta sẽ tạo ra được những không gian lồng ghép trong công trình của chúng ta để làm ý tưởng. Và nó rất là hay để các bạn có thể làm những ý tưởng độc đáo như thế này. Thì đấy là hướng dẫn cơ bản của mình để tạo ra những cái khối giao với nhau để tạo ra một khối đồng nhất trong phần mềm Formit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.